Chào mừng quý anh chị và các bạn đang xem clip của em nhé. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em trân trọng giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm một cái mẫu xe. Đây là một chiếc Kia Morning được nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Và chiếc Kia Morning này thì được sản xuất năm 2005, được đăng ký lần đầu tại Việt Nam là 2007. Và với một cái mẫu xe form dáng rất là nhỏ gọn và mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì tiết kiệm vô cùng các bác nhé. Dòng Kia Morning này thì nó rơi có khoảng tầm 4,7 lít cho đến 5,5 lít xăng trên 100 km các bác nhé, rất là tiết kiệm. Anh chị và các bạn mua về để sử dụng gia đình hoặc là vừa chạy taxi thì vẫn được vì nó rất là tiết kiệm. Với cái chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc này thì hiện tại thì giá rất là rẻ thôi, giá chỉ hơn 100 triệu một đồng một chút thôi nhá anh chị và các bạn nhé. Chiếc này thì nó lại không có chạy dịch vụ taxi đấy, nên là giá của nó cũng hơi cứng giá một chút, cũng chỉ hơn 100 triệu thôi mà chúng ta đi được 5 người đấy, giá tiền rất là bình dân và hợp lý cho anh chị và các bạn mua về sử dụng gia đình. Tổng thành về sơn vỏ bên ngoài nó là màu bạc, rất là đẹp nhé các bác nhé. Xe rất là gọn gàng. Đấy, anh chị và các bạn là mua về chỉ sẵn đi thôi. Đấy, không phải làm gì cả. Máy êm gầm chắc, côn số nhẹ nhàng, điều hòa mát rét các bác nhé. Một cái dòng xe mà giá tiền rất bình dân và hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn cho tất cả anh chị em mua về sử dụng gia đình. Tầm tiền hơn 100 triệu. Thì với cái mẫu xe Kia Morning này em thấy là giá nó rất hợp lý không ạ? Cực kỳ hợp lý luôn. Đây các bác nhìn đèn nó này. Đèn của dòng Kia Morning này thì từ năm 2004 cho đến 2007 nó vẫn là đèn vuông các bác nhé. Vẫn là đèn vuông như này. Đấy, vẫn là đèn vuông, đèn rất là sáng, đèn gầm thôi các bạn ạ. Đấy. Mà tản nhiệt của nó rất là rộng, tuy xe bé nhưng mà tản nhiệt rất là rộng các bạn nhé, để hứng gió vào. Đây, đèn nó vẫn là đèn vuông các bạn nhé. Thì với cái mẫu xe này thì vẫn là la răng sắt ốp nhựa các bạn nhé. La răng sắt này thì nhìn nó thì không đẹp nhưng mà nó rất là chắc chắn và khỏe cực kỳ luôn, khỏe vô cùng, khỏe hơn là cái la răng đúc rất là nhiều đấy, nhưng mà nó xấu thôi các bác nhé. Đây, vẫn là ốp nhựa, la răng ốp nhựa các bác nhé, la răng sắt ốp nhựa. Một cái mẫu xe mà giá tiền chỉ hơn 100 triệu đồng một chút. Đây. 4 tấp bi để zin theo xe các bác, zin theo xe này. Đấy. Gương chỉnh điện này các bác này. Đây là hệ thống gương chỉnh điện này. Đấy. Và kính chỉnh điện các bác nhé. Với tầm tiền hơn 100 triệu. Đây. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2005 này. Các bác này. Đấy. Có đầy đủ thông số kỹ thuật ở đây luôn. Tắc bi lì các bác nhé. Xe thì đã được lên màn hình rồi, màn hình đầy đủ rồi các bác nhé. Đấy. Trần thì trần da, trần da các bác ạ. Giá tiền rất bình dân và hợp lý cho tất cả anh chị và các bạn mua về sử dụng gia đình. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đây. Tắc bi lì đây các bác. Tắp bi lì này. Đây. Đây. Ghê da này. Rất ok các bác nhé. Chưa bị rách nát gì các bác nhé. Đây. Đây. Kính nguyên bản theo xe. Và đây là cái đèn hậu đằng sau các bác này. Đèn hậu đằng sau của nó đây. Đấy, nó vẫn là đèn vuông các bác nhé. Đấy, đèn vuông. 2008 trở lên thì bắt đầu nó mới là form mới đèn tròn các bác nhé. Với cái mẫu xe Kia nhập khẩu nguyên chiếc này.
form dáng của chiếc này thì nó cũng hơi xấu xấu thôi, nhưng mà nó kéo lại là riêng về máy gầm thân vỏ nó cực đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, chiếc này thì nó của nó là vẫn còn nguyên bản cái đựng đồ này, để đồ này. Thường thì những chiếc mà chạy qua dịch vụ taxi nó không còn cái này các bác nhé, không còn cái để đồ này các bác nhé. Đấy, nhưng chiếc này nó vẫn còn nguyên bản luôn. Đấy, và đây là đinh tán nhà sản xuất các bác này. Đấy, đít con này còn nguyên các bác nhé, đít còn nguyên. Đấy. Xe thì mới về đâm ra này em cũng chưa dọn rửa gì các bác nhé. Đấy, đây, bụi mờ theo thời gian. Và đây, đinh tán nhà sản xuất này. Đấy, vẫn còn nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, đít cốp con này zin luôn. Tên tư nhân biển Hà Nội, biển rất là đẹp nha các bác nhé, 42979. Đấy, một cái biển thần tài lớn, rất là đẹp luôn. Và đây là cái kính của nó này, kính này vẫn là kính zin theo xe. Nội thất thì 4 tabi lửa thôi nhé. Đấy, xe rất là sạch sẽ thôi. Giá tiền rất bình dân, hợp lý. Bốn tấp bi lì nguyên bản theo xe. Chiếc này thì nó không có chạy dịch vụ taxi các bác nhá, nên cái tắp lô của nó rất đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, không có chạy dịch vụ taxi nên là cái phần tắp lô của nó cực kỳ đẹp. Em đi sát này. Thường thì những cái dòng này là 2005 đến 2007, những cái dòng Kia Morning thì nó chạy dịch vụ taxi rất là nhiều. Nhưng đặc biệt với cái chiếc này thì nó không chạy dịch vụ taxi. Đấy, bàn thờ rất đẹp coi nhé. Và đây em sẽ xem cho các bác xem qua tờ. Chiếc này nó mang tên tư nhân đâu nhé, biển Hà Nội này. Đấy, và sản xuất năm 2007 các bác này, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhé. Đấy, giá tiền rất bình dân thôi, hơn 100 triệu đồng. Đấy, chiếc này nó không chạy dịch vụ taxi. Và em để cái gương của nó, gương này vẫn là gương xịn theo xe các bác nhé, gương xịn theo xe. Máy êm gầm chắc, côn số nhẹ nhàng, điều hòa mát rét các bác nhé. Đấy, giá tiền rất bình dân thôi, hơn 100 triệu các bạn. Chiếc này nó được 4 máy, trang bị 4 máy này các bạn này. 4 máy này đi là rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, khỏe luôn. Anh chị và các bạn mà xem clip của em lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng xe từ 40 triệu các bác nhá cho đến 400 triệu thì nhớ bấm nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những cái mẫu xe mà mới nhất bên em đang về theo ngày tháng. Và cái mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2005 này, anh chị và các bạn mà muốn đến xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Kia Morning này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc là liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0962 567089 và một số nữa là 0975 567089 các bác nhé. Hoặc là bác nào đến tại địa chỉ thứ hai là cái đường ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương các bác nhé. Đấy, nếu các bác có hai cái địa chỉ thì bác đến đấy là gần em nhất. Và với mẫu xe Kia Morning này thì giá của chiếc Kia Morning này là bên em đang chào bán là một cái mức giá cực kỳ hợp lý cho các bác này.
125 triệu các bác nhá. Đấy, với cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, không chạy dịch vụ không taxi các bác nhá. Đấy. Giá 125 triệu. Đấy, các bác mua xe tại cửa hàng bên em. Và sau đây em kết thúc video. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của em và đồng hành kênh của em suốt thời gian vừa qua. Vâng, em chào các bạn nhé.